Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Bữa nay thực sự là mình rất là thoải mái tại mình ngồi trước bờ hồ mà, rất là mát. Và đây có thể là một cái video đầu tiên mà có một cái khung cảnh nó khá là hoang dã như vậy. Nhưng mà thật sự nha, những cái video mình làm á, cái khung cảnh đằng sau á, nó đều có một cái ý nghĩa riêng cho cái video của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ không làm về các vụ án giết người đẫm máu hay là những tên tội phạm. Chúng ta làm về một cái chủ đề rất là hấp dẫn, cũng rất là đáng sợ. Nó đáng sợ theo khía cạnh là không ai hiểu được. Những câu chuyện mình chia sẻ với mọi người sau đây á, là ba trong nhiều câu chuyện khá là nổi tiếng về những vụ án mất tích của nước Mỹ. Chứ mình không nói đây là một trong ba câu chuyện mà nổi tiếng nhất nha. Mình xin đính chính điều này. Câu chuyện đầu tiên á, mình đọc được khoảng 5-6 năm về trước rồi. Và tối hôm qua mình đã research rất là kỹ nhưng mà vẫn không thể tìm lại được cái câu chuyện này. Câu chuyện này kể về một quân nhân tham gia chiến tranh Việt Nam tên là George. Ông này tham gia cái biệt đội nhảy dù và ông đánh tại Đồng Nai năm 1965. Cái cuộc chiến đó nó gọi là Operation Hum. Thì đó là những gì mình còn nhớ. Trong cái cuộc chiến đó, quân đội của Hoa Kỳ đã thắng quân đội của Việt Nam chúng ta. Và quân đội của Hoa Kỳ đã chết tất cả là 49 lính. Một trong những người đó là bạn của ông George. Hai người chiến đấu kế bên nhau hay là người bạn của ông George đã đỡ đạn dùng cho ông. Và trước khi cái người bạn của mình chết á, thì đưa lại cái đồng hồ của ông George và nói rằng nếu anh có thể quay về lại nước Mỹ thì hãy đưa cái đồng hồ này cho vợ tôi. Sau năm 1973 thì quân đội của Mỹ rút về bên Mỹ lại. Ông George này cũng về nước Mỹ luôn, nhưng mà ổng quên là đưa cái đồng hồ lại cho người vợ của bạn mình. Ổng giữ cái đồng hồ ổng xài luôn cho đến 20 năm sau. Lúc đó ổng sống tại tiểu bang Florida. Một buổi sáng đẹp trời, ổng đi ra ngoài hồ dạo, ổng gặp một người đàn ông trạc tuổi cỡ mình. Hai người ngồi nói chuyện cực kỳ tâm đắc với nhau, rất là ăn ý. Thậm chí cái người bạn lạ mặt này còn khen cái đồng hồ của ông George rất là đẹp. Rất là đẹp. Thì khi mà người bạn này đứng lên á mà đi về, cái lớp sương mù nó cũng tan ra. Tại lúc đó là buổi sáng sớm. Thì ông George mới nhận ra cái tướng của ông này cực kỳ giống với một người bạn năm xưa đã chiến đấu với mình. Đó chính là người mà năm xưa đã đưa cái đồng hồ cho mình. Thì ông về, ông kể cái câu chuyện này với vợ của mình. Vợ của ông thì cho rằng ông bị ảnh hưởng chiến tranh của Việt Nam. Nhưng mà thật sự là trong gần 20 năm thì ông chả bị ảnh hưởng gì cả. Hai vợ chồng sống bình thường cho đến khoảng 3 tháng sau. Cái đêm đó ông George, ông ngủ không có được. Ông mới đi lấy nước uống rồi ra ngoài sân. Và từ đó ổng biến mất luôn. Không trở về nhà nữa. Biến mất hoàn toàn. Người ta cho rằng là ổng bị bắt cóc. Người ta cho rằng ổng bị giết. Người ta cho rằng ổng bị tâm thần. Vì chiến tranh ổng bỏ đi. Nhưng mãi mãi không có câu trả lời vì sao ông này mất tích. Và theo mình nhớ được là gia đình cũng xin không có để tên thật lên trên báo. Mình không biết vì sao họ làm như vậy. Thì đó là câu chuyện mà mình đọc gần 5 năm về trước. Câu chuyện thứ hai á, nó thực tế hơn và nó có tên của nhân vật đàng hoàng, cũng như nó đã đi vào lịch sử của Mỹ luôn. Một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất. Cái cô này tên là Judy, cổ sinh năm 1968, lớn lên tại tiểu bang Minnesota, rồi sau đó lên thành phố, theo mình nhớ là Mason City. Cổ làm biên tập viên trong cái đài CBS. Lúc đó cổ khoảng 26 tuổi thôi. Một người cực kỳ giỏi giang, xinh đẹp và thành công. Từ nhỏ đến lớn á, thì cổ đã là một vận động viên đánh golf xuất sắc, quen rất là nhiều người có tiếng tăm. Cái sự nghiệp của cô á, như diều gặp gió. Và những bạn bè có quen biết á, toàn là những người đàng hoàng. Cô ở trong một cái chung cư cũng khá là an toàn. Cho đến tháng 6, ngày 27 năm 1995, bạn của cô thấy cô đi làm trễ và gọi cho cô. Tại vì thường thường á, là làm đài truyền hình á, là phải thức dậy khoảng 4 giờ sáng, 6 giờ sáng là phải quay rồi. Và hình như là 4 giờ sáng cô cũng chưa có mặt tại trường quay. Thành ra bạn của cô gọi cho cô. Cô bắt phone, lúc đó vẫn còn bắt phone, và gọi lại với bạn mình nói rằng cô ngủ quên và sẽ đến chỗ làm trễ. Đến 6 giờ sáng á, cô không có xuất hiện. Bạn của cô mới đến nhà của cô thì thấy cô biến mất hoàn toàn. Khi mà bạn của cô ra cái chỗ đậu xe á,
thấy cái chìa khóa xe nó nằm trên cái chiếc Mazda màu đỏ và có một cái guốc trên đó, chứng tỏ đây là một vụ bắt cóc. Các cảnh sát điều tra không thấy dấu vết gì ngoài chiếc chìa khóa và chiếc guốc. Tuy nhiên, người hàng xóm có nghe được tiếng la lên rất là nhanh và họ thấy được một chiếc xe van màu trắng chạy ngang qua cái khu mình ở. Đây là chiếc xe van chưa bao giờ xuất hiện trong khu chung cư. Các cảnh sát cho rằng những người bắt cô Judy á, là chỉ muốn bắt cô chứ không muốn giết cô. Tại nếu mà có một cái sự thù oán nào đó thì có thể là họ đã giết cô ngay tại chỗ. Đằng này là họ muốn bắt cô. Và hiện tại thì bây giờ người ta vẫn chưa có tìm được cô Judy. Đã qua hơn 21 năm các bạn nha, hơn 21 năm rồi thì cô vẫn mất tích. Vào năm 2001 á, thì họ tuyên bố là cô đã bị chết tại vì không có kiếm được. Nhưng mà những nhà điều tra FBI của Mỹ, cảnh sát của Mỹ có một cái niềm tin cho rằng cô vẫn chưa chết. Cô đang ở tại một nơi nào đó và họ quyết là tìm cô cho bằng được. Tới thời điểm hiện tại họ vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của Judy. Cái lý do mà người ta nghĩ là cổ không có bị chết á, thứ nhất á, là bạn bè của cổ nè. Thứ hai là môi trường cô sống và môi trường cô làm việc. Chứng tỏ là cô đã gây hấn một ai đó, một người tai to mặt lớn nào. Nhưng đây chỉ là suy đoán của mình mà thôi, hoặc là cô bị bắt cóc thật. Nói chung đây là một cái kỳ án mà tới bây giờ người ta vẫn chưa thể nào mà biết được vì sao cô bị bắt và ai bắt cô. Câu chuyện thứ ba là một câu chuyện cực kỳ nổi tiếng. Đó cũng là lý do vì sao mà mình đến cái hồ này. Vì nó có cái khung cảnh khá là giống cái câu chuyện mà mình sắp chia sẻ với mọi người. Và đây là cái câu chuyện nó gây cho mình nhiều cái ấn tượng nhất. Thứ nhất, người mất tích đã tìm lại được. Nhưng mà đồng thời sau khi tìm lại được cũng không tìm được, và còn mất tích thêm một người, và oan uất cho hai người nữa. Thấy kỳ lạ không? Và đi vào vấn đề luôn, để các bạn khỏi phải suy nghĩ nữa. Bobby Dunbar, một cậu bé 4 tuổi 4 tháng, mất tích vào tháng 8 ngày 23 năm 1912. Cậu mất tích tại một cái hồ, nó gọi là hồ Sway. Thực sự nó là một cái đầm lầy. Ba của cậu tên là Percy, mẹ là Leslie, và cùng với 8 người khác, có một số là con nít nữa. Mình không biết tổng cộng là bao nhiêu người, bao gồm con nít và người lớn, nhưng mà họ chỉ nói tổng cộng là 11 người thôi. Ngoài ra có Alonso là em trai của Bobby. Họ vào rừng để dã ngoại. Nhưng mà kỳ lạ là họ vào một cái đầm lầy. Và cái thời điểm đó, năm 1912, cái đầm lầy này có một cái địa hình cực kỳ phức tạp, khá là nguy hiểm. Nhưng mà họ lại dẫn theo ít nhất là 4-5 đứa con nít để vào cái đầm lầy. Họ ở trong một cái cabin, tức là một cái nhà trong cái đầm lầy. Một cái điều kỳ lạ xảy ra là cái chiều đó, ông Percy, ổng đang dã ngoại với gia đình thì bất ngờ đi làm. Mình không biết là ai đã gọi điện cho ổng hay là nhắn tin cho ổng, vì thời đó chưa có cell phone. Thì ổng mới lấy xe ngựa ổng bỏ đi. Con trai của ổng là Bobby Dunbar, lúc đó là 4 tuổi. Cậu rất là buồn khi cha của mình bỏ đi làm để cậu ở trong một cái đầm lầy cùng với những người bạn của ông. Thật sự đây không phải lần đầu tiên mà Percy làm như vậy. Rất là khó hiểu là Bobby lần này rất là buồn. Thì Bobby mới xin đi câu cá với Paul. Paul là một người bạn thân của gia đình. Paul dắt theo Alonso, em của Bobby, Bobby và vài đứa con nít khác. Họ vào một cái đầm lầy để đi câu cá. Được sự cho phép của bà Leslie là mẹ của Paul. Lúc này bà ta đang nấu ăn và chiên cá. Và có cái điều kỳ lạ nó xảy ra thứ hai. Thường thường á là Paul rất thích chơi với Bobby, hay để Bobby lên vai cổng như nè, giống như con ngựa vậy đó. Nhưng mà lần này thì Paul chọn cổng Alonso và nói với Bobby rằng nếu mà Bobby không tránh đường, Paul sẽ đi qua Bobby luôn, tức là bước qua người Bobby luôn. Và Bobby nói một câu: anh không thể bước qua người của tôi vì tôi cao lớn hơn anh. Có một số tài liệu trên online nói khá là vô lý, vì Bobby lóc đường của Paul, Paul không thấy đường kiếm đường, thành ra mất tích luôn Bobby. Nhưng một số người lại nói đây là một cái câu nói nó đã đoán trước được cái tương lai của Bobby. Ý Bobby đây á, tôi sẽ mãi mãi nổi tiếng hơn anh. Nói chung là đây là một cái vụ án có rất là nhiều chi tiết kỳ lạ các bạn.
ngay từ lúc đầu rồi. Sau khi mà đi câu cá về thì Paul thông báo với mẹ của Bobby, bà Leslie, là con của bà đã mất tích. Anh ta nói rằng vì anh ta coi rất nhiều trẻ em, thành ra không biết Bobby đã đi đâu. Có thể Bobby đã trốn đi để tìm ba của mình. Bà Leslie bả đi tìm con mình trong cái khu đầm lầy khoảng một tiếng. Sau đó bả ngất xỉu vì quá lo lắng cho đứa con của mình. Nghe cái tin đó, ông Percy mới quay lại, cũng trong đêm luôn. Và cả đêm họ tìm kiếm vẫn không thấy Bobby. Sáng hôm sau thì họ dùng thuốc nổ để quăng xuống cái đầm lầy, hy vọng á, là nó văng nước lên, họ có thấy được những cái gì ở dưới. Thì thời đó nó, khoa học nó chưa có tiên tiến, thật sự làm vậy rất là nguy hiểm. Nếu Bobby ở dưới đó nó tan xác luôn rồi. Chưa hết, họ dùng những cái móc câu rất là lớn các bạn ha, rồi họ thả xuống á, để họ móc lên, thì hy vọng móc được Bobby hay là những cái đồ vật mà có liên quan đến cậu bé. Tuy nhiên cái điều mà họ móc lên được á, là một con nai đã chết. Sau đó gia đình của Bobby thuê một đội thợ lặn và huy động tất cả là 500 người để tìm kiếm đứa con trai của mình. Hoàn toàn vô vọng, đứa con của ông biến mất. Điều mà họ tìm kiếm được á, là những cái bước chân rất là nhỏ tiến lên cái đường rầy xe lửa. Mà cái thời đó, cái đường rầy xe lửa đó nó không có xe lửa. Thành ra là cái nghi vấn á, là Bobby đã bị xe lửa cán là hoàn toàn không có. Có một cái điểm mình thấy là khá là kỳ lạ, là tại sao á, họ lại tập trung trong cái đầm lầy bờ hồ mà không tập trung những nơi khác. Họ tin rằng con mình chưa chết nhưng mà lại xuống bờ hồ để kiếm. Tại vì nếu mà Bobby lọt dưới bờ hồ á, là đã chết rồi, đúng không? Cho đến khi á, họ cầm một cái mũ rơm, họ quăng lên cái bờ hồ để coi cái mũ rơm nó đi đâu. Họ hy vọng nhờ cái mũ rơm đó thì biết được con trai của mình. Tại vì Bobby hay đeo một cái mũ rơm, thì họ dùng một cái mũ rơm tương tự. Và kỳ lạ thay, cái mũ rơm đó nó lơ lửng trên cái đầm lầy và nó trôi không có xa đi. Vì cái nguyên nhân đó họ biết rằng là Bobby không có mặt trong cái đầm lầy. Tại vì nếu mà có là còn cái mũ rơm của Bobby, thì họ nghĩ rằng có ai đó đã bắt cóc Bobby. Tuy nhiên nếu mà có người nào bắt cóc á, cái dấu vết phải rất là rõ ràng. Tại vì ở trong cái đầm lầy, một cái địa lý nó cực kỳ phức tạp. Nếu mà đi là sẽ có dấu vết. Tại khi mà ông Percy á, ông bỏ về nhà đi làm, thì ông phải dùng xe ngựa ông đi. Cái người bắt cóc Bobby á, không biết đã làm như thế nào mà bắt cóc cậu ta không hề có dấu vết. Thậm chí á, những cái người YouTuber, những nhà điều tra họ lên nói sau này á, họ khẳng định rằng nếu mà cái thời điểm hiện tại á, thì bắt cóc Bobby á, nó còn dễ hơn hồi xưa nữa. Có thể là tìm được Bobby dễ hơn so với hồi xưa, tại ở đây tặng đường nhựa không à. Thành ra nếu mà bỏ Bobby vô xe á, là đi luôn, không có dấu vết. Mà dĩ nhiên tìm thì dễ hơn nha. Còn hồi xưa á, cái đất địa hình rất là phức tạp, cực kỳ phức tạp, ai canh me đó mà bắt Bobby. Một chi tiết mà nãy giờ mình quên nói các bạn á, là Percy với Leslie, hai vợ chồng này cực kỳ giàu có, rất là giàu có. Họ ở tại tiểu bang Louisiana và thành phố là Opelousas. Họ mới lên New Orleans, là một trong những thành phố mà lớn nhất của Louisiana, để in tất cả là 700 tờ rơi. Và họ phát từ Texas cho tới Florida để kiếm đứa con trai của mình. Mình nghĩ cái lý do mà họ phát những cái thành phố này, tại vì Louisiana nằm ở giữa, có thể cái thời đó cái địa lý của những thành phố này nó gắn liền với nhau. Và họ chi ra tất cả là 1.000 để kiếm con trai của mình, tương đương với khoảng 26.000 hiện tại. Tức là 1.000 năm 1912 tương đương với 26.000 bây giờ. Những người dân thành phố á, lại giúp đỡ họ gom góp cái số tiền lên tới 5.000, thì trị giá bây giờ là khoảng hơn 150.000 để tìm kiếm đứa con trai. Và gia đình này á, rất là rộng rãi, nói rằng chỉ cần tìm được con trai của mình thì họ sẽ không hỏi là vì sao tìm được hay là cái người tìm là ai. Họ sẵn sàng đưa tiền mặt luôn để lấy được người con trai. Chứng tỏ đây là cái số tiền vừa là tiền chuộc hoặc cũng là cái tiền thưởng, không thành vấn đề. Có một số tờ báo nói rằng á, là họ còn chi nhiều tiền hơn như vậy nữa để huy động các tờ báo in thêm nhiều tờ rơi để kiếm đứa con trai của họ. Từ cái ngày á, mà công bố cái giải thưởng cho đến 8 tháng sau á, theo luật á, là nó sẽ bị expire, tức là không còn tác dụng nữa. Và cái số tiền này á, nó sẽ thuộc về gia đình của Percy và Leslie. Họ rất là hào phóng,
họ trả cái số tiền này lại cho những người đã từng donate cho gia đình của họ. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều người hy vọng cái số tiền này nó vẫn còn, hoặc là nhiều người ta chưa biết thì người ta vẫn tìm kiếm Bobby một cách vô vọng. Và tới 8 tháng sau, có một điều kỳ lạ đã xảy ra tại tiểu bang Mississippi, thành phố Hope. Đó là vào tháng 4, ngày 13 năm 1913, có một người đàn ông tên là William Water đã mang theo một đứa bé có cái nhân diện khá là giống với đứa bé trong tờ rơi. Và người dân trong thành phố nghi ngờ rằng đây chính là Bobby, nhưng mà họ không bắt được người đàn ông này tại vì không có một cái lý do nào. Có một người phụ nữ đã rình ông William khi mà thấy ông William á đánh đập đứa nhỏ một cách tàn tệ, thì họ gọi cảnh sát. Lúc này họ mới có lý do để bắt ông William và giữ đứa bé để hỏi xem đứa bé này là ai. Thì ông William này trả lời một cách rất là mơ hồ và không có thật lòng. Ông nói là con của ổng, rồi là con của bạn ổng, rồi con của anh ổng với cô giúp việc. Điều này làm cho mọi người càng nghi ngờ hơn đây chính là Bobby Dunbar. Họ mới chụp hình của đứa bé và gửi cho nhà Percy Leslie. Thoạt đầu á thì nghe tên như vậy, Percy với Leslie họ không quan tâm, tại vì có lẽ là nhiều hình gửi đến quá rồi, thành ra họ đã không còn hy vọng. Tuy nhiên khi mà thấy hình của đứa bé lạ mặt, họ quyết định là tới tiểu bang Mississippi, thành phố Hope, để một lần nữa coi đứa bé này có phải là Bobby hay không. Quả nhiên bất ngờ, đứa bé này có nhiều cái điểm giống y chang Bobby, gần như 90%. Cái chân á, thì bị sẹo, còn cái cổ là có một cái nốt ruồi. Kỳ lạ nè, đứa bé này lại không có một cái cảm xúc gì với Percy và Leslie, coi như là vô cảm hoàn toàn luôn. Đáng lẽ là bà Leslie, bà không có được tiếp xúc riêng với cậu bé lạ mặt. Tuy nhiên bà có tiền mà, bà quen biết nữa, bà cũng có một chút thế lực, bà mới dùng cái mối quan hệ đó để gặp riêng đứa bé. Khi mà gặp riêng được đứa bé lạ mặt, bà tắm cho đứa bé với cái lòng của một người mẹ trỗi dậy. Bà nói rằng đây chính là Bobby Dunbar, là con trai ruột của tôi 100%. Bà muốn giữ đứa bé. Ông William Water, ông nói rằng no, đây không phải là con của bà, đây là cháu của tôi. Thằng nhóc này là con của anh trai và một người giúp việc, bà này tên là Katie hay là Kate, nếu mình sai cái tên mình để subtitle ở dưới. Nó mở ra hai cái dòng suy nghĩ. Thứ nhất á, tại tiểu bang Louisiana, nếu mà bạn bắt cóc con nít sẽ bị tử hình. Có thể là cái ông William ổng phải nói dối để tránh bị tử hình, tại vì ổng nói rằng thằng nhóc này là con của anh trai ổng thì ổng thoát tội. Còn nếu mà chấp nhận là con của gia đình Đinh Bò, ổng sẽ bị tử hình hoặc là tù chung thân. Điều thứ hai, có thể là ổng nói thiệt. Lúc này á, người ta mới kêu anh hãy liên lạc với người mẹ của đứa bé, chúng tôi muốn nói chuyện với bà. Xin lỗi các bạn, bà này không tên là Kate, bà tên là Julia Anderson. Bà đã xác nhận đứa bé này là con của bà, và cái tên của nó là Bruce Anderson. Một cái tên nghe nó rất là giả tạo ở bên Mỹ, giống như là bạn lấy hai cái họ mà bạn gọt một cái tên đó, giống như là Trần Nguyễn vậy đó, hay là Lê Nguyễn đó. Cái tên nó kỳ kỳ sao, khiến mọi người càng tình nghi hơn. Họ bắt cái bà Julia Anderson này phải tới thành phố Opelousas, Louisiana, để mặt đối mặt với gia đình Dunbar. Bà xuống vào tháng 5, ngày 1 năm 1913. Tuy nhiên khi bà xuống thành phố á, thì bà bị truyền thông tấn công dữ dội luôn. Người ta chửi thậm tệ bà. Người ta chửi bà là một người đàn bà không nên nết nè, rồi không biết là như thế nào họ kiếm được cái quá khứ của bà luôn. Họ nói rằng là bà từng có hai đời chồng và ba đứa con. Một đứa con là đã chết rồi, và một đứa con là đi cho làm con nuôi. Và nếu thật sự cậu bé lạ mặt này là Bruce Anderson thì đây là ba đứa con. Họ dùng những cái từ thô tục nhất để nói về bà, giống như là chữa hoang hay là một người mẹ không có đạo đức. Thậm chí có câu này là hổ dữ không ăn thịt con. Thì người Mỹ dịch nhẹ nhàng hơn, tức là con vật á, sẽ không bao giờ quên được đứa con của mình. Nhưng bà này còn tệ hơn con vật nữa, khi mà quên đứa con của mình khiến cái bà này bà bị stress rất là nặng nề. Bà lại không có tiền nữa, thành ra là mặt đối mặt về pháp lý cũng như lòng người, bà hoàn toàn thất bại với gia đình của Dunbar. Và cái lời khai của bà đó, dù thật hay là xạo á,
nó cũng gây ra cái sự bất lợi cho bà. Bà nói rằng á, ông William này á, William Walter đã lấy con của bà đi vào tháng 2 năm 1912. Khi mà bà tới cái thành phố là Opelousas đó là tháng 5 rồi. Chứng tỏ là 15 tháng bà không gặp con của bà, nó còn dài hơn gia đình Dunbar nữa. Đó, gia đình Dunbar là khoảng 8 tháng thôi mà bà lại không gặp con của bà tới 15 tháng nữa. Cũng như câu nói vậy đó, con vật không quên con của nó mà bà quên luôn con của bà 15 tháng. Bà nói rằng là thật sự trong lòng bà chỉ muốn ông William Water này dắt con mình đi chơi vài hôm thôi, nhưng mà không ngờ ông dắt luôn hơn một năm. Và kết quả ra sao thì chắc chắn các bạn cũng biết. Leslie và Percy đã thành công khi chứng minh rằng đứa bé này là Bobby Dunbar. Còn bà Julia thì hoàn toàn thất bại. Còn ông William Water phải ở tù chung thân luôn. Mặc dù nha, lúc đầu á, cậu bé lạ mặt, không có cảm xúc với cả hai bên luôn. Tức là gặp bà Julia cũng vô cảm xúc, mà gặp bà Leslie cũng vô cảm xúc. Nhưng mà sau đó có lẽ là bà Leslie đã cho Bobby một cuộc sống tốt đẹp hơn, thành ra là cậu có một chút gì đó nghiêng về Leslie. Thì đây cũng là một cái lợi thế mình quên nói các bạn. Và cậu bé lạ mặt này chính thức trở thành Bobby Dunbar. Và Bobby Dunbar sống trong một cuộc sống giàu sang. Ông ta lấy vợ, có 4 đứa con và mất năm 1966. Một điều kỳ lạ xảy ra năm 1999, cháu gái của ông tên là Margaret, cổ nằm ngủ á, cổ nằm mơ thấy một người đàn ông lạ mặt tên là Bobby Dunbar. Thì sáng hôm sau cổ dậy á, như có một cái giác quan thứ 6 á, cổ muốn tìm hiểu thật sự cổ có phải là họ Dunbar hay không. Và cổ tìm lại các tờ báo thời xưa cổ đọc, và cô tìm thấy một cái tờ giấy, nó ghi một cái câu chuyện giống như cái trường hợp của cô bây giờ. Một cái tờ báo diễu. Trong cái tờ báo đó, nó có thấy rằng một cậu bé nhỏ nói với ông ngoại của mình, thật sự chúng ta là ai. Và khi mà cô cầm cái tờ này lên á, cổ càng thôi thúc nữa. Nó giống như là nó nói về cổ vậy. Tức là quá khứ đã chỉ về tương lai. Cái người viết cái tờ báo diễu đó đã thấy được cái tương lai. Và Margaret đã cầm cái tờ giấy đó, thấy được cái tương lai của mình. Và cô quyết định là phải tìm cho ra lẽ. Cô càng đào sâu á, cô thấy nhiều cái chi tiết không hợp lý. Có một số tờ báo trung thực nói rằng bà Leslie á, cảm lúc đầu á, bà cũng không có chắc chắn đây là con của bà luôn. Ông Percy cũng như vậy. Và họ cần thêm thời gian để biết được có phải đây con họ hay không. Nhưng một số tờ báo á, lại nói rằng bà Leslie khẳng định đây là con của mình. Cổ không thể nào mà kiếm được cái câu trả lời chính xác. Tin nào là tin giả, tin nào là tin thật. Thì cổ quyết định là xét DNA. Thì cổ mới dùng DNA của em của ba mình và DNA của con ông Alonso, là em trai của Bobby Dunbar. Thì kết quả cho ra hai cái DNA này không có matching, tức là không phải là họ hàng với nhau. Chứng tỏ rằng cổ không phải là nhà Dunbar và Bobby Dunbar không phải là Bobby Dunbar. Kỳ lạ các bạn nè. Sau khi mà biết được câu trả lời á, thì gia đình Dunbar lại trách cổ này, làm chia rẽ nội bộ trong gia đình. Tại vì đây là một gia đình khá là giàu có. Và các bạn, và mình biết các bạn cho rằng Bobby Dunbar thứ hai chính là Bruce Anderson, nhưng mà cũng không có chứng minh được. Tại vì gia đình Anderson sau này cũng không muốn xét nghiệm DNA. Tuy là họ rất là thù gia đình Dunbar, những cái đời con đời cháu sau này của họ nói rằng gia đình của Dunbar đã ăn cắp một thành viên trong gia đình của mình, nhưng mà họ lại không có cho xét nghiệm DNA. Cuối cùng thật sự Bobby Dunbar đã đi về đâu? Mãi mãi không có câu trả lời. Bobby Dunbar thật sự đi về đâu? Ngoài ra, Bruce Anderson đã đi về đâu? Các bạn quên một nhân vật thứ hai nữa là Bruce Anderson, là con của bà Anderson, đã đi về đâu? Và Bobby Dunbar sau này thật sự là ai? Những câu hỏi này mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Con trai của Bobby Dunbar thứ hai á, kể lại một cái câu nói của ba mình. Thường thường các bạn,
là người lớn á sẽ không nhớ những cái chuyện mình hồi nhỏ khoảng 3-4 tuổi, nhưng mà ông này ổng là nhớ được. Và khi mà đứa con của ổng hỏi ổng á, cha thật sự mình là ai, ổng nói rằng điều này không quan trọng, ta là ba của con là con trai của ta, như vậy là đủ rồi. Có một số người nói đây là một cái câu nói rất là nhân văn, nhưng mà có một số người lại cho cái câu này nó có một cái hàm nghĩa sâu xa gì đó. Và mình muốn các bạn tự cho mình một kết luận, comment ở dưới. Ngoài ra thì nhân vật Paul, vì sao mà cảnh sát không có nghi ngờ Paul? Vì ông Paul này không có lợi lộc gì trong cái việc mà bắt cóc Bobby Dunbar hay là giết Bobby Dunbar. Ông ta là người ngoài gia đình, và ông ta chả có chiếm được tài sản hay là lấy được tài sản hay là có một cái mối quan hệ gì đó với bà Leslie, hoàn toàn không có. Thành ra cảnh sát không có nghi ngờ ông Paul này. Như vậy là Bobby Dunbar đi về đâu? Vì sao mà họ đã bắt cóc Bobby Dunbar? Ai bắt cóc? Đây là cái vụ án mãi mãi sẽ không tìm được câu trả lời. Ồ, còn một cái chi tiết nữa nè, mình quên nói mọi người nữa, đó là năm 1932 á, thì ông Bobby Dunbar số 2 á, ổng nói rằng có một đứa bé đi theo ổng chung với ông William, nhưng mà đứa bé đó đã ngã xe ngựa và chết. Thì người ta cho rằng đó hay là Bobby Dunbar thật sự. Nhưng mà nếu làm được cái điều này thì cái ông William Water phải tới thành phố Louisiana, phải tới tiểu bang Louisiana để bắt cóc Bobby Dunbar thật. Mà làm cái gì không biết được. Và ông William Water sau này thì được giảm án, nhưng rồi cái thông tin của ông cũng biến mất luôn. Tức là sau khi được giảm án ra tù, ông ta cũng biến mất luôn, không còn ai nghe tung tích của ông này nữa. Thì đây là ba câu chuyện mất tích mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Mọi người cho mình một cái cảm nhận ở dưới nha. Ông Josh nè, cô Judy và câu chuyện Bobby Dunbar, các bạn thích câu chuyện nào thì cái comment ở dưới, và suy nghĩ của mỗi người về cái câu chuyện cho mình biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác.